Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình có mấy cái món hàng điện 100V mình giới thiệu đến tất cả các bạn nha. Thì trên màn ảnh các bạn thấy thì có hai cái máy mài hai đá ha, một cái và hai cây cưa. Thì mình giới thiệu cây đầu tiên nha, cưa Makita. Cây này thì còn rất là mới, ngoại hình rất là mới nha các bạn. Đây model đó nè, bị chói quá, 5633CBA nha. Con này thì lưỡi 165, nó chạy 4100 vòng trên phút nha các bạn. Con này còn rất là mới, đèn đốt đầy đủ nha các bạn, nhưng có điều thắng nó hơi yếu nha. Con này thắng yếu. Rồi mình ghim điện mình chạy thử cho bạn xem nha. Đó, có đèn dưới nha các bạn. Thắng nó gà lại đó. Chạy rất là yên. Rồi, con này có đèn nha các bạn. Im lại, im lại, có đèn đó, im lại đó, đèn nha bạn. Rồi ghê, con này giá 700 chưa ship nha bạn. Con này rất là đẹp nha, 700 chưa ship. Rồi tiếp theo ha, con Hitachi, con này rất là mới nha bạn. À, tem mạc đó nè, tem mạc còn đầy đủ nha, tại này dán lớp mình chưa lột ra nên các bạn thấy nó xấu nha. Con này là C6MB4, nó 1050W nha, 500 vòng trên 1 phút, lưỡi 165. Lưỡi 165 nha các bạn. Rồi con này thì còn rất là đẹp nha, lưỡi này lưỡi bãi luôn nha, cắt rất là ngọt. Nay khuya rồi mình không có cắt nha các bạn. Rồi bây giờ mình gắm thử điện. À là cái con này đèn nó mắc nha các bạn, mắc đèn nha. Con này tháo ra mình làm đèn lại được, mình lười quá. Đó, con này thắng rất là ngon. Đó, rất là ok con này nha. Con này mình bán với giá 750 nha các bạn, con Hitachi bán 750 nha, giá chưa bao gồm ship. Rồi tiếp theo ha, hai con máy mài hay đá ha. Hai con này thì nó ngang nhau nha, nó bằng công suất với nhau nha, còn rất là mới. Con này thì ở bên bển nó sơn đen thui rồi. Con này nè, đó, nhưng chạy rất là im hết nha. Giờ mình sẽ lấy con này trước đi. Con này nó sơn lại rồi, đen thui cho nên mình không có. Đó, mà thấy chạy không? Chạy im re luôn. Này các bạn về các bạn bắt xuống cái nền nào đó ha, đã chạy rất là im ha. Bạn nghe không nghe tiếng luôn nè, tắt nè. Lấy cái miếng sắt gì mài thử cái. Máy chạy nghe không nghe tiếng luôn nha các bạn, rất là im nha. Nó đang xoay đó. Trời, cái này còn nguyên mà sao ấy không nổ, gãy đâu gãy. Mũi còn nguyên mà lấy cái sắt gì đó thấy. Rồi nè, chạy im nha bạn. Ok, chạy rất là im luôn á. Con này mình bán với giá là 800 nha các bạn, con này bán với giá 800 nha.
Rồi tiếp theo, con này đợt trước mình bán rồi nha, nhưng mà khi mà mình gửi đi á, cái nó bể một viên đá bên đây nên khách không chịu lấy. Thì giờ mình sẽ bán lại ha, mình sẽ ra mình kiếm đá không có, mình lấy cũng đá mài 160 nè, mình để vô nè. Này đá mài 160 nè. Mình để vô ha. Rồi, ghim điện thử cho bạn xem. Con này thì còn rất là mới nha. Mới ken xà beng luôn. Đây nè. Nó chạy 2750 vòng đến 3300 vòng trên phút, điện 100V, 125W ha. Chạy rất là êm nha bạn. Đó, bạn thấy nó không nghe tiếng luôn nha các bạn. Đó. Máy này chạy không nghe tiếng luôn. Im ru. Đây mình mài thử cho bạn xem nè. Chạy cực kỳ êm luôn á, chạy các bạn không nghe tiếng luôn nha. Rồi ok, video của mình đến đây là hết ha. Thì mình chỉ có mấy cây như thế này thôi. Thì các bạn mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0908875468 ha. Hoặc là một mình sẽ để hai số điện thoại dưới, các bạn liên hệ số mình không được thì liên hệ số kia ha. Số kia ở mình sẽ để dưới phần bình luận, phần comment nha các bạn, phần mô tả nha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.